Hello anh em, hôm nay Thiện Phú lên cho anh em 33 mẫu sản phẩm đồng hồ và Thiện Phú sẽ review từng mẫu sản phẩm cho anh em theo dõi và chọn lựa cho mình mẫu ưng ý nhất nhé. Đây là mẫu số 1. Con này con đồng hồ hiệu là siêu xe nha anh em. Hiệu là Maserati, một dòng siêu xe. Con này rất là mới chia sẻ siêu lông mặt nha anh em. Mặt này chia sẻ này. Con này toàn thân mạ vàng hồng và chạy cưa tự động. Con này phiên bản giới hạn nha anh em, phiên bản limited edition. Nó có cái hoa văn hai cái chân dây hai bên này. Chân dây bên này nó để thương hiệu nha. Còn cái thương hiệu còn cái bên này thì nó để hoa những cái hoa văn. Dây thì còn nguyên zin cho anh em luôn. Khóa thông minh nha anh em. Con này có khóa thông minh, gập mà có bướm. Maserati khóa nguyên zin, có thương hiệu dập chìm. Con này lỗ cơ sau nha anh em. Con này lỗ cơ sau có hình con rồng. Xe mặt là size 40 nha anh em. Đo bên trong là size 40 này. Còn đo bên ngoài này là size 40, gần size 43 nha. Ở trong này là size 40 mà ngoài đây có hai cái cạnh này là size 43. Con này mẫu số 1 nha anh em, giá là 3,2 triệu. Qua mẫu số 2, con này con đồng hồ hiệu là Cadillac nha anh em. Con này chạy 25 chân kính, chạy cơ tự động và chạy 25 chân kính. Con này có một ô cửa sổ lịch nằm đây. Con này size 33 nha anh em. Size 33 và bốn chân dây là size 41. Con này mặt kính của nó là màn kính Mica nha anh em. Đáy sông ốc. Đã lên cho anh em một bộ dây da xịn rồi. Để Thiện Phú mở máy cho anh em xem cái bộ máy nha. Đây là bộ máy của con Cadillac chạy 25 chân kính. Máy chuẩn thủy nha anh em. Con này mẫu số 2, giá là 1,650. 1,650. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3, con này con đồng hồ hiệu qua tham. Con này thì chạy cơ cót nha anh em, chạy cơ cót. Chạy 17 chân kính. Toàn thân mạ vàng. Cũng đã lên cho em một bộ dây da mới và con này là nắp ép nha, nắp ép. Máy của Thụy Sĩ. Nắp ép này thì Thiện Phú không có đem cái đồ nghề để cậy nại ra. Con này thì đỏ size nha anh em. Con này size 34 và bốn chân dây là size 41. Con này mẫu số 3 nha, giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 con này hiệu Lobo. Lobo chạy cưa tự động nha anh em. Con này chạy 3 cốt 5 6 kim, 3 cốt 6 kim, có lịch đằng sau ở đây. Có một ô có số lịch nằm một góc xéo ở góc 4,5 nữa nha anh em. Mặt hoa văn rất là đẹp. Con này toàn thân được mạ vàng hồng và lụa cơ sau luôn nha anh em. Con này khóa nguyên zin, dây thì đã lên cho anh em một bộ dây da xịn. Xịn hơn dây zin luôn nha. Dây zin của nó thì qua thời gian thì nó đã mục. Cho nên là thay cho nó một cái dây da mới.
Con này size 42. Và 4 chân dây của chiếc đồng hồ này là size 50. Lịch trân sau nha anh em. Khi hoạt động thì lịch này sẽ hoạt động nha. Con này mẫu số 4 nha, giá là 2 triệu 150 nghìn. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này con hiệu ghét. Con này mới 100% nha anh em, chưa xé mặt. Con này chạy 3 cốt 6 kim, chạy máy pin Nhật. Nó để chống nước là 50m nha anh em. Ở trên 165 ft. Con này mới chưa xé siêu ni lông mặt sau luôn. Còn tem mát đầy đủ luôn nha anh em. Con này size 43. Dây khóa nguyên zin. Cái nấm này là cũng có còn cái giấy bảo vệ nha anh em. Còn giấy bảo vệ ở đây. Con này mẫu số 5, giá là 150. Và mẫu số 6. Mẫu số 6 con này con đồng hồ chạy automatic nha anh em. Con này chạy automatic. Hiệu nó nằm ở trên đây nha anh em. Cái mặt nó chia từng ô từng múi múi giống như múi cam vậy. Múi như này. Con này hiệu là Dell Tempo. Cái hiệu nó để bắt dây ha, bên hai dây nha anh em. Upfit China. Con này size 42 và 4 chân dây thì 48 nha. Chạy cưa tự động, có hỗ trợ cốt phụ nữa nha. Con này có dạ quang nha anh em, kim dạ quang, chạy máy Miyota của Nhật Bản. Khóa nguyên zin. Con này mẫu số 6 nha, giá là 1850. Qua mẫu số 7. Mẫu 7 con này con đồng hồ hiệu Dufa nha anh em. Con này Dufa chạy pin kim trôi. Con này đồng hồ của Đức. Con này chạy pin kim trôi này, nó chạy kim nhung xanh. Nhìn cái chiều này thì nó màu xanh nha anh em. Còn nhìn cái chiều này thì nó chuyển qua màu hơi một chút qua màu đen. Màu xanh đậm, xanh đậm. Và con này cũng nhìn cũng khá mỏng nha anh em. Và cốt số kim mà nhìn cũng khá là mỏng. Nấm nguyên sinh nè. Dây đây nó để là dây handmade luôn nha anh em. Khóa nguyên sinh cho anh em luôn. Mặt con này là mặt trắng men và cọc số la mã nha anh em. Con này size 41. Con này mẫu số 7, giá là 2 triệu 950. Qua mẫu số 8 nha.
Mẫu số 8 con này con đồng hồ hiệu Búp Paris. À, Búp Paris còn mới 100%. Một cặp luôn nha anh em, con này có một cặp này. Một cặp Búp Paris mới 100% chưa qua sử dụng. À, chỉ có thiếu cái hộp thôi. Chỉ có thiếu cái hộp thôi nha anh em. Dây vẫn chia sẻ xin lòng. Con nhỏ này thì giá là 2.9 triệu, còn con lớn là 3 triệu nha. Để đo size cho con nhỏ cho anh em xem. Con nhỏ này là size 34 nha. Còn con lớn này, con lớn là size 38 nha. Mặt rất là đẹp luôn. Mặt chiếc đồng hồ này là kính sapphire nha anh em. Nó làm bằng kính sapphire, cho nên là nó không có trầy, chống trầy nha anh em. Mặt rất đẹp. Dây thì còn rộng dài miên man luôn, chưa cắt dây đâu nha anh em. Quá đẹp cái mặt, cái mặt này quá đẹp nha anh em. Zoom gần lại cho anh em xem này. Một cái là 2.9 triệu, một cái là 3 triệu nha. Anh em thích mua cho chị em phụ nữ thì mua con nhỏ, còn con lớn thì mua cho nam, còn không thì mua một cặp thì hai người đeo một lần. Máy kêu Thụy Sĩ nha nè, máy pin của Thụy Sĩ chính hãng, Búp Paris. Lâu lâu thì có về như thế này, một cặp luôn. À, cái con này nó cũng có giá nha nè, giá này. Giá của nó là 595 đô la nha anh em. 595 đô la. Khoảng hơn 10 14 triệu nha anh em. Khoảng 14 triệu. Con này cũng vậy nè. Con này con lớn này cũng 595 đô la luôn. Con mới luôn nha anh em. Nhưng mà con lớn á thì nó hiếm hơn, ít hơn, cho nên là cái giá nó cao hơn. 100 nha. Con này là 3 triệu, con này 2.9 triệu. Rồi, con này size 34 này. Con này size 38 nha nè, 38 này. Đều rất là đẹp luôn. Qua mẫu số 10 nha anh em. Mẫu số 10 con này hiệu là Sony Hauri. Sony Hauri con này là chạy 3 cốt 6 kim. Và con này thì chạy cưa tự động. À, con này chạy 3 cốt 7 kim luôn nha anh em. 3 kim lớn và 4 kim nhỏ. Toàn thân của chiếc đồng hồ này là mạ vàng hồng và mặt sau lụa cưa. Dây khóa vẫn còn nguyên zin luôn cho anh em luôn. Chìa khóa nguyên zin nha. Khóa Sony Hauri được dập chìm. Size chiếc đồng hồ này là size 39 nha. Và 4 chân dây là size 51. Con này có hỗ trợ cốt phụ nè. Lên tay cho anh em xem cái chiếc đồng hồ này nè. Rồi chiếc đồng hồ này mẫu số 10 giá là 1980. Qua mẫu số 11 nha anh em. Mẫu số 11 con đồng hồ này là đồng hồ hiệu là Swatch Swiss và còn thêm mắt dây nha. Mắt dây còn rất là dài, còn 3 mắt nha anh em. Còn 3 mắt dây nữa. Con này Swatch Swiss, toàn thân của chiếc đồng hồ này được mạ vàng. Và trên cái niềng này nè có đính đá. Cái đường này có đính đá nha anh em. Con này cái bộ máy nó rất là chắc luôn. Là nó có một cái búa vàng Swatch Swiss. Con này chạy 21 chân kính, chạy máy V8 của Thụy Sĩ. Toàn thân được mạ vàng. Con này giá là 2.6 triệu nha. Chạy khóa nguyên zin, máy nguyên zin. Con này size 37 nha anh em. Lên tay luôn cho anh em xem. Size 37. Con này mẫu số 11 nha. Mẫu số 11 giá là 2.6 triệu nha anh em. Con này giá 2.6 triệu. Qua mẫu số 12 nha anh em.
Mẫu số 12 là một chiếc đồng hồ hiệu là TWW, là hiệu là Caniva. Hiệu Caniva này giá là 2850 nha, 2850. 502 lớp hợp, một lớp ngoài và lớp trong như thế này. Và con này thì mặt hình của một chú ngựa nha em. Mặt chưa xé xin lông luôn. Một chú ngựa. Một chú ngựa trắng và một chú ngựa đen. Con hai cái nha, mã đáo thành công. Đeo con này phong thủy nha em. Đeo mã đáo thành công. Làm ăn thì mình nên đeo cái chiếc đồng hồ này. Hiệu Caniva 1986. Mặt rất là sống động nha anh em. Con này chạy cơ tự động và chạy máy là máy Miyota. Mặt sau này là lỗ cơ sau và chạy máy vàng luôn nha anh em. Máy rất là chắc luôn. Toàn thân của chiếc đồng hồ này được mạ vàng hồng. Dây thì vẫn còn nguyên zin Caniva. Dây rất là xịn sò luôn nha anh em. Cầm rất là mềm mại. Khóa thông minh luôn cho anh em. Rồi thì phút sẽ đo size cho anh em. Chiếc đồng hồ này size 41 nha anh em. Và 4 chân dây này là size 50. Bộ máy rất là chắc luôn. Đó, đeo lên rất là đẹp luôn nha anh em. Đi chiếc đồng hồ này đi làm ăn rất là đẹp luôn rồi. Mã đáo thành công. Con này mặt nguyên zin, máy nguyên zin nha. Con này mẫu số 12 nha anh em. Mẫu số 12 giá là 2850. 2850 nha anh em. Con này 2850. 2.850.000 con này. Qua mẫu số 13 nha anh em. Hàng hiếm nha anh em, kiếm hơi khó. Cái con này, hai con ngựa đó. Qua một mã số 13 nha. Mã số 13 là một chiếc đồng hồ hiệu là Brono. Brono là một cái dòng thương hiệu của Italy nha anh em. Trên cái kim dây á, nó có hình chữ B nha anh em. Có hình chữ B này, rất là đẹp. Thường thường những hình chữ B là những cái dòng rất là cao cấp nha. Con này size là 40. Và 4 chân dây của chiếc đồng hồ này là size 47. Nhìn chiếc đồng hồ này nó có 4 cái chân dây rất là đẹp nha, giống 4 cái chân chân đồng hồ cổ vậy. 4 chân này rất đẹp. Giống như 4 cái đùi S nha nè. Mặt rất là sáng luôn. Núm núm này, nó làm cạnh 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 rất đẹp. Nhìn cái chiều này là giống bí ngô này nha nè. Con này chạy máy vàng hồng luôn nha nè. Chạy máy vàng hồng này, màu vàng hồng. Bộ máy nhìn khá là chắc luôn. Con này chạy 21 chân kính. Lên tay cho anh em xem này. Nhìn bộ máy rất là uy tín nha. Bộ máy này. Bộ máy đẹp chưa anh em? Con này mẫu số 13 nha. Giá là 1.900.000. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 con này là con đồng hồ hiệu Jacques Layman, phải không ta? Con này. Jacques Manoy. Con này là hiệu Jacques Manoy mà. Chưa bán cái dòng này bao giờ. Thường hình Jacques Layman mà con này là Jacques Manoy. 500 một hộp gỗ luôn nha anh em. Hộp gỗ này. Cái con này của thụy sĩ anh em ơi, nó để này Swiss Made luôn nha anh em. Swiss Made này, Jacques Manoy này. Con này trên cái niềng này làm trăng sao, làm sao nhiều con sao nha anh em. Và ở dưới này thì nó là vàng, màu vàng nha anh em. Dưới này màu vàng này. Con
con này lạ lắm nha anh em, con này hiếm đấy nha anh em, con này hiếm đấy. Con này size là 38, size 38 mà ở dưới này, à cái này nó để chữ T, chữ Thụy nha anh em, Thụy này, Swiss, Swiss Made luôn. Này, nó để là Edison là phiên bản giới hạn nha anh em, con này là phiên bản giới hạn luôn. Quá đẹp. Con này mẫu số 14 nha anh em, giá là 1.350.000. 1.350.000. 1.350.000 mà có một con xì xì. Nấm bí ngô và mặt rất đẹp luôn. Có nó làm điểm mi màu như thế này và màu vàng, rất là mới nha. Mấy xì xì nằm trong cái hộp gỗ như thế này. Lần đầu tiên Thiện Phú bán cái thương hiệu này luôn nha. Rất là đẹp. Qua mẫu số 17 nha. À, hình như là chỉ lên mẫu số này nha. Hình như mẫu số 14 này. Bây giờ mẫu số 15. Nhưng mà không có thì qua mẫu số 16 luôn. Mẫu số 16 đây nha anh em. Mã số 16 là một con đồng hồ hiệu là CK. À, con đồng hồ này thì được tặng thêm một bộ dây da nha anh em. Được tặng thêm một bộ dây da. Con này còn mới full hộp sổ đầy đủ luôn cho anh em. À, và chạy là chạy 3 cốt 6 kim. Chạy 3 cốt 6 kim luôn nha anh em. Chạy sonograph quang kim. Nó quang có lẻ gớm, nó lăn nó quay cái kim rạc 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 luôn như này. Nè, cái dây này lắp vô đây nha này. Dây này cũng rất là đẹp này, dây này xịn. Dây xịn luôn. Kèm thêm bộ dây này nha anh em. Khóa nguyên zin nha. Con này size 43. Và bốn chân dây là size 50. Con này mẫu số 16 nha anh em. Mẫu số 16. Giá là 1.750.000. Còn hộp và tặng thêm một bộ dây xe cua. 1.750.000. Qua mẫu số 17. Mẫu 17 con này con đồng hồ hiệu Calvin Klein. Con này chạy 2.5 kim. Máy của thị sĩ nha anh em. Con này mặt màu trắng và nó làm cái hình như này. Cắt ngang và nó làm như này, giống như cái hình Omega. Chạy 2.5 kim mặt trắng. Có trái tia như này. Có trái tia này, nhìn thấy trái tia. Này. Cái mặt này, trái tia xuống như này. Và cái mặt trên này thì phay xước, nó xước. Con này là toàn thân mạ vàng hồng nha anh em. Toàn thân mạ vàng hồng, con này núm nguyên sinh, CK. À, con này mặt sau này được mạ vàng hồng luôn. Chạy máy pin của Thụy Sĩ. Tất cả đều còn nguyên sinh. Con này size 42. Con này mẫu số 17 giá là 1.900.000. Qua mẫu số 18. Mẫu 18 con này hiệu Calvin Klein luôn. Con này Calvin Klein cũng khá là nhiều, 3 con. Con này còn mắc dây đầy đủ luôn nha. Mắc dây và cái sổ bên trong. Con này chạy máy pin của Thụy Sĩ nha anh em. Máy pin Thụy Sĩ, toàn thân làm bằng inox. Cầm rất là đầm tay luôn. Mặt màu trắng có trái tia nha anh em, mặt màu trắng có trái tia này. Đó, có trái tia. Và kèm thêm một ô có số lịch nữa. Con này khóa thông minh gặp hai bên. Thép đúc đáy sau SS.
con này size 43 nha anh em, con này size 43, còn hộp số đầy đủ luôn. Con này mẫu số 18 nha, mẫu số 18 giá là 1750. Qua mẫu số 19, mẫu số 19 con này hiệu là Grandio. Con này thì còn cách tát luôn nha em, mua mới 53.000 yên, mua mới là 53.000 yên Nhật nha anh em. Mặt nó màu xanh và nó có này hoa văn bên trong. Nó có lịch ở đây, lịch là lịch 31 phải. Chạy ca kim này kim chạy 24 và kim này thứ. Chỗ này là còn phay xước đầy đủ, chưa có qua spa đánh bóng gì hết nha anh em. Mặt sau chưa xé sinolong luôn, chạy máy của Nhật Bản. Japan mode. Độ mới còn rất là cao nha. Đây, Phúc sẽ chỉnh cái giờ này, cái kim này nha. Chỉnh này, theo ý của mình nha. Rồi, còn cái lịch bên ngoài này, cái lịch thứ nè. Để coi qua 24 giờ nó có nhảy nha. Nó đang chạy nha, nó đang di chuyển. Từ số 10 nha, nó đang nằm ở số 0 nha nè. Bây giờ để quay một vòng nữa, coi thấy nó chạy qua số khác không. Mình qua 12 giờ nha này. Đó, nó nhảy rồi đó, nó nhảy hơn, nó lên một nước rồi đó. Một dòng nữa là nó qua chữ MO nha anh em. Rồi nó qua MO rồi đó. Là cái kim, những cái kim này là những cái kim hoạt động hết nha anh em. Này, cái kim này nó chạy này, cái kim này nó đang hoạt động nha, nó đang ở nằm ở cái vị trí gần số 8 nha. Rồi nó qua này, đi qua số 10 này. Con này chạy máy pin của Nhật Bản, size là size 30 gần 39 nha. Bốn chân dây là size 44. Con này mẫu số con này mẫu số 19 nha, mẫu số 19 giá là 900. Mua mới 53.000 yên luôn. Qua mẫu số 20. 20 là một chiếc đồng hồ hiệu Calvin Klein luôn. Hiệu Calvin Klein mọt mặt màu xám nha nè, màu xám đen. Kính giác cạnh, kính nó lồi lên và nó sắt ngang. Con này chạy 3 cốt 6 kim, toàn thân được mạ vàng và dây khóa nguyên zin. Mặt sau cũng mạ vàng vàng luôn nha anh em. Chạy sonograph. Cái màu này rất đẹp luôn nha nè. Con này size 43. Con này mẫu số 20 giá là 1750. Con mẫu số 21. 21 chiếc đồng hồ này có hình chú ngựa nha nè. Nằm trong một cái hộp như này, rất đẹp luôn nè. Màu đỏ nha. Kèm theo cái sổ nó để là Swiss. Con này có thụy sĩ anh em à. Con này 12 cục số đính đá hay là đính kim cương gì á, rất là xịn sò.
chạy máy của Thụy Sĩ nha anh em. À, con này của nữ, con này dành cho nữ rồi. Size 20 24 25 gì đó, đo ngoài này là đo 24 24 nha. Con này mẫu số 22 nha. À, mẫu số 21, con này mẫu số 21. Giá là 850. Không có số mã số 22 nha anh em. Mà qua mã số 23 luôn. Con này hiệu là Bow Hewitt. Con này có cái ngõ neo nằm góc này. Chạy hai kim nha anh em, con này chạy hai kim. Và Bow Hewitt nó làm cái kính, làm cái kính sapphire nha anh em, chống trầy, chạy hai kim, toàn thân là mạ vàng. Chiếc đồng hồ này này làm bằng kính sapphire này, classic này. Thương hiệu của Đức nha anh em. Và con này là chạy máy Ronda của Thụy Sĩ. Made in Germany luôn nha anh em. Mất in game này, cái dây này. Con này mẫu số 23, giá là 1150, 1.150.000. Size 36 nha. Size 36 lên tay cho anh em coi. Chạy hai kim. Qua mẫu số 24. Con này hiệu Tri Qua. Một chiếc đồng hồ hiệu Tri Qua và chạy 3 cốt 5 kim. Nó để trong nước là 10 ATM, mặt màu xanh nha anh em, kim đỏ. Con này chạy máy pin của Nhật. Size 42. Và 4 chân dây của chiếc đồng hồ này là size 40. Size 50 nha, size 50. Núm nguyên zinc. Và mặt sau là đáy SS. Đã lên cho anh em một bộ dây da mới và khóa mới xịn sò luôn. Lên tay cho anh em xem luôn nha. Rồi con này mẫu số 24, giá là 950.000. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 con này con đồng hồ hiệu là Fubo Design. Một chiếc Fubo Design chạy 2 kim rưỡi nha anh em, mặt màu xanh. Và toàn thân của chiếc đồng hồ này được mạ vàng hồng. Con này mặt 6 đáy SS và dây thì dây nguyên zinc của nó luôn nha anh em. Trong này có dập chìm thương hiệu Fubo Design. Khóa màu vàng hồng và dập thương hiệu chìm thương hiệu Fubo Design. Dây da nguyên zinc của nó nha, nó đã sờn theo thời gian ở cái đai đĩa này. Nhưng mà dây này thì còn đẹp, chỉ có sờn một chút cái đai đĩa như này thôi. Con này size thì cũng nhỏ thôi nha anh em. Size của chiếc đồng hồ này là size 38. Giá là 1250. Con này giá 1.250.000. Qua mẫu số 26. Mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ hiệu Calvin Klein. Con này đồng hồ của Thụy Sĩ, chạy 2 kim. Và mặt của chiếc đồng hồ này là mặt lụa trải từ trên xuống nha anh em. Giống như vân gỗ nổi lụa trắng màu bạc. Và toàn thân của chiếc đồng hồ này là màu vàng hồng, còn rất là sáng bóng. Núm có biểu tượng hình là CK. Mặt sau thì được bọc vàng. Vàng luôn nha anh em. Mặt vàng là vàng, vàng đây là không phải vàng hồng mà vàng vàng ấy. CK dây dập chìm thương hiệu và khóa vẫn còn thương hiệu của nó nha. Con này nói chung là toàn bộ đều là nguyên zin và máy Thụy Sĩ chính hãng. Con này size 42. Giá của chiếc đồng hồ này là 1450. 1.450.000. Và qua mẫu số 27. Mẫu số 27 con chiếc đồng hồ này là hiệu là Tomara.
hiệu là của Tokyo, để thì cũng mở ra. Bên trong này là có một cái quyển sổ sách và có một cái gối đỏ như này. Chiếc đồng hồ này chạy máy pin Nhật và mặt màu xanh ngọc nha anh em. Toàn thân là mạ vàng hồng và núm này có một cái siêu ni lông màu xanh chưa xé ra ở đây. Mặt sau là vẫn chưa xé siêu ni lông luôn, chứng tỏ chiếc đồng hồ này chưa qua sử dụng một lần nào. Con này là Made in Japan. Đây, chữ Made in Japan là được sản xuất tại nước thứ nhất, tại Nhật luôn nha anh em. Tomara con này là chập chìm thương hiệu ở dây luôn. Và khóa này, khóa vàng hồng Made in Japan, đầy đủ chưa qua sử dụng. Con này thì có một cái số lịch nằm đây, gốc 3 giờ và kim cọc mạ vàng hồng. Cái kim này nó có một cái rãnh ở giữa rất là đẹp nha anh em. Cái núm chứ, cái núm này nó có một cái rãnh ở giữa này rất là đẹp. Để đo size cho anh em xem. Con này là size 40 nha anh em, size 40. Kính của chiếc đồng hồ là kính hình như kính cứng nha, kính cứng thì phải, nó cong lên. Nó cong lên giống như là đồng hồ kính Mica vậy đó, nhưng mà nó không phải là kính Mica nha. Con này giá là 1.650.000. Qua mẫu số 28. Mẫu số 28 chiếc đồng hồ này là hiệu là Technot. Nằm trong hai lớp hộp nha anh em. Technot này mặt form của nó là form Patek nha anh em, form Patek Philippe. Chạy máy pin Nhật. Con này mặt tổ ong. Toàn thân của chiếc đồng hồ này được mạ vàng, và đây Technot Japan Movement. Technot là một cái dòng thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà nó đã bán qua cho Nhật rồi nha anh em. Chính vì vậy nó sản xuất những cái dòng đời sau này đều là sản xuất tại Nhật nha. Mặt sau của chiếc đồng hồ này là son ốc, nấm son ốc và chia sẻ sinh long luôn. Con này size 42. Size 42 nha anh em. Technot chính hãng. Thay vì anh em mua một cái con Patek Fake á thì đeo cái con này đẹp hơn. Con này giá anh em biết, giá thực tế là 38.500 yên nha anh em. 38.500 yên giá thực tại cửa hàng. Dây còn rất là dài luôn. Còn nếu như anh em muốn mua một con Patek chính hãng luôn á thì nó rất là mắc. Rất là chắc nha. Đeo con này thì được, cũng đỡ, nói chung là cũng thời trang cũng đẹp mà chính hãng nha. Con này giá là 2.150.000 chạy máy pin của Nhật Bản. Qua mẫu số 29 nha anh em. Mẫu số 29 con này là con đồng hồ hiệu Lobor. Lobor này nhìn rất lạ nha. Lobor niền đính đá nha anh em, niền chiếc đồng hồ này đính đá và bốn chân dây, được đính một cây chân dây là 3 viên đá. Con này khá là mỏng nha anh em. Nhìn khá là mỏng này. Con này là màn kính sapphire nha anh em. Nó để là sapphire này. Nó để là Swiss gen, không biết là có phải là máy của Thụy Sĩ hay không. Brand này là thì nó để là Japan Watch. Thì nó là chắc là máy pin của Nhật. Trên này cũng có để là Japan Watch này. Con này chạy hai kim, rất là lạ, đó là cái kim nó rất là nhỏ nha anh em. Con này thiết kế này. Cái mặt cái cọc số rất là dài. Cọc số rất là dài, cọc số vàng nha anh em, cọc số vàng rất là dài và nó chạm đụng tới cái vòng bên trong, gần đụng tới cái vòng bên trong là cái niền đá nha anh em, đính đá rất là cao cấp và nó làm cái kim nhỏ giống như cái đồng hồ nhỏ bên trong thôi, nhìn rất là lạ, thiết kế rất là hay nha. Con này size 38 và bốn cái chân dây của chiếc đồng hồ này là size 41. Con này rất là hay, rất là xịn, đó là cái khóa luôn mà nó cũng đính đá nữa nha anh em. Cái khóa này
đứng ba viên đá bên này, ba viên đá bên này. Này anh thấy cái xịn sò chưa? Mua cái khóa không là cũng tiền không rồi nha anh em. Kiếm cái khóa mà đá như thế này đâu ra được. Đây dây này, dây lo bo. Dây cũng rất là mỏng nha anh em, dây cũng rất là mỏng và mặt cũng rất mỏng. Để đo để lên tay cho anh em xem thử. Rất là mỏng luôn. Con này mẫu số 29, giá là 1.250.000, quá rẻ như này. Qua mẫu số 30 nha. Rồi mẫu số 30 là một chiếc đồng hồ Oren. Một chiếc đồng hồ Oren chính hãng. Nằm trong hộp luôn, mới can luôn. Đây hộp sổ bên trong nha anh em. Con này chạy cưa tự động nha anh em. Con này chạy cưa tự động. Rồi size luôn cho anh em. Con này size 41 nha anh em, lỗ cưa trước. Con này là Made in Japan, sản xuất tại nước thứ nhất luôn nha anh em. Made in Japan. Bao cho anh em là chính hãng luôn. Và độ mới thì khỏi bàn nha. Khóa nguyên zin. Khóa Oren dập chìm thương hiệu nha. Dây này rất là mới. Nhìn cái tua bi lông nó rất là chắc luôn nha anh em. Rất là bóng luôn nè, bóng lưỡng à. Con này mẫu số 30, giá là 2.750.000. 2.750.000. Qua mẫu số 31, con này hiệu là Armani. Mà đây nha anh em. Mặt mặt của nó này. Mặt màu đen và nó có hoa văn, nó thiết kế như thế này. Dây của chiếc đồng hồ đen muôn luôn nha anh em. Đen muôn hết luôn. Đen muôn là rất là đen nha. Khóa nguyên zin, dây nguyên zin. Con này size 42. 4 chân dây là size 51 52 nha, 52. Vân sớ đầy đủ luôn cho anh em. Chưa qua spa đánh bóng nha. Con này giá là 1.350.000. 1.350.000. Qua mẫu số 32. Là mã số 32 là còn một mã cuối nha. 32 còn một mã 33 nữa là hết. 32 là một chiếc đồng hồ Sackwest Lyman. Con này thì làm bằng tất cả là thép đúc nha anh em, thép đúc. Có một cái chữ ký, thường thường con này nó làm thép nó rất là xịn. Và nó có cái chữ ký nữa nha. Con này rất là mỏng rồi. Đây. Rất là mỏng luôn. Con này mặt hai lòng, một trắng, mặt màu men bên trong và bên ngoài màu trắng nha. Thép rất xịn, chất quét lây mình. Mua mới tầm là 6-7 triệu.
con này size 39 thằng tài. Con này mẫu số 32, giá là 1350, 1.350.000. Qua mẫu số 33 là mã số cuối nha. Mã số cuối là hiệu Tommy Hilfiger. Tommy này nha anh em. Còn sổ bên dưới nha anh em. Con này chạy 3 cốt 5 kim. Mặc một mặc màu hơi mặc màu màu đen phải, mặc màu đen. Con đề nó để là Dual Time. Còn văn sứ đầy đủ luôn cho anh em nha, chưa qua sự ba đánh bóng này. Độ mới cao, độ mới đánh giá, độ mới con này là phải là 99% nha anh em. Dài cũng rất là đẹp này, dài đẹp hàng mét, dài hàng mét đẹp lắm. Dài nguyên zin nha anh em, có dập chìm thương hiệu Tommy Hilfiger. Đầu dây là đầu dây 20, khóa nguyên zin luôn cho anh em luôn rồi. Đó size nha, con này size 44 luôn nha nè, size 44 và 4 chân dây của chiếc đồng hồ là size 49. Con này mẫu số 33 nha. Con này mã số 33 giá là 1.350.000. nha anh em. Rồi anh em nào thích cái chiếc đồng hồ nào thì gọi trực tiếp cho Thiện Phú nha, qua hai số điện thoại là 0788 56 443 và 0328 21 21, hoặc là nhắn tin qua Zalo nha, thì Thiện Phú sẽ trả lời và chốt đơn qua tin nhắn hoặc là gọi trực tiếp nha.